Vậy là ngoài cái món đầu tiên, bánh chuối là mình thường thường là mình ăn mặn không à. Nhưng mà bây giờ bánh chuối mình làm chuyển qua mặn. Qua mặn luôn. À, là có thể đưa bánh chuối thường thường là nó bán 5.000, 10.000 thôi. Dạ. Nhưng mà mình làm gì thì nó đưa lên cái bàn tiệc được. Là chủ yếu là đưa lên tiệc. Dạ, đưa lên cái bàn tiệc được. Để nâng cao giá trị trái chuối của mình lên. Đó, giữ gìn hương sắc của miền Tây. Vậy là bánh chuối, rồi bánh tầm chuối nè quý cô chú anh chị. Món tiếp theo chị đang tiến hành bánh tầm chuối. Món này ví dụ như cái này là hội thi mới có trình diễn vậy, rồi ngày thường có không chị? Hay là khách đặt mới có, là đám tiệc mới có? Ngày thường chưa có. Chưa có. Chừng khi nào đặt bằng tiệc á, đưa lên món khai vị được á. Rồi. Thường món khai vị là món bánh mặn, bánh này kia, nhưng mà bây giờ mình muốn là bánh chuối luôn. Bánh chuối luôn. Dạ. Tại sao mấy món kia đưa lên bằng tiền được mà món này lại không? Bánh tầm chuối cô chú ơi, bánh tầm chuối. Vậy là qua cái hội thi này cũng biết được thêm nhiều cái món bánh á. Và cái tay nghề của chị sáng tạo rất là nhiều món. Và chủ yếu là từ nguyên liệu là từ chuối. Là cũng chuẩn bị cũng khá là công phu á chị. Dạ. Lâu á chị. Dạ lâu. Đã bỏ thời gian. Nhưng mà cái nguyên liệu nó lại rẻ tiền. À, tính lại là nguyên liệu rẻ tiền. Nó gần gũi với mình. Dạ cô. Dạ. Đây là món bánh tầm chuối. Chuối gì vậy? À, dạ, vậy là nếu mình ăn kèm theo cái nước chấm sao bạn? Dạ, ăn kèm với nước mắm. Nước mắm này. Đây là món bánh kiểu như bánh bánh mặn á. Bánh mặn. Dạ. Gao. Gao giá. Gao giá. Quá trời. Vậy là khi mà thi thì bạn thuyết trình này luôn, bạn này thuyết trình. Dạ. À, em chỉ phụ thôi. Rồi. Hỗ trợ bạn phần nào thôi, tất cả còn lại là của bạn đó. Nhưng mà cái người quân sư là chị. Người đứng sau lưng. Mình nếu trẻ lắm thì mình truyền lại thôi. Chị chỉ bánh dân gian nữa mà, bây giờ mấy đứa trẻ nó đâu có thích bánh dân gian đâu anh. Tìm được đứa thích là mình đã mừng rồi. Dạ. Nói chung là phải, nói chung quan trọng là sao có truyền lại được đó chị. Chứ quan trọng là tụi nó thích nữa. À, phải có được. Thích nữa ha. Rồi tụi nó không thích mình cũng muốn truyền, truyền cũng không được á. Đúng rồi, phải có đam mê. Chị là cũng tìm tòi học hỏi hay là có ai truyền lại cho chị không hay là sao? Dạ thì mình dân miền Tây mà. À. Hình như là ai cũng biết làm hết, ai cũng thích làm hết. Cái bánh dân gian này của mình nè. Nhưng mà để sáng tạo ra những cái món vậy là cũng hơi khó hả chị? Dạ, chắc nhiều người cũng nghĩ ra mà. Ta nghĩ ra rồi. Cần thời gian nè, cần thời gian và khéo tay nữa. Nhắc lại cô chú là bánh tầm bì ha. Bánh chuối. Nguyên liệu thì mình dùng với nước mắm. Nước mắm đó chưa nhỉ? Trưng bày rồi luôn. Ok. Khu trưng bày của quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ vậy. Rồi thêm một món nữa là bánh chuối tầm bì ha. Ok. Trong những ngày cuối tuần hoặc là cô chú anh chị có đến du lịch Cần Thơ mình thì tìm đến Cần Thơ Farm á, đường Võ Văn Kiệt. Thì là chị ở đó là
đến là gặp phải không? Đến là gặp chị áo xanh, không biết tên gì luôn. Chị tên gì? Ngọc. Chị Ngọc là đầu bếp trưởng luôn á, chỗ ẩm thực của Cần Thơ Farm quý vị. Nhưng mà đặc biệt thì cuối tuần chỗ Cần Thơ Farm thì có những cái món bánh dân gian, đó là bánh, nói chung là dùng với kèm theo nước cốt, đó là bánh chuối ha, rất là nhiều. Quá khéo tay của chú anh. Rồi đặt cái này là làm bằng chuối. Văn phòng văn hóa và thông tin quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, nghệ nhân Nguyễn Dương Tiết Nhi. Món dự thi bánh chuối, bánh tầm chuối. Đó, nguyên liệu đó chú anh chị là chuối. Nói chung là khéo tay và sáng tạo. Và cái món rất là gần gũi với đời sống nông thôn mình, đó là chuối. Rồi nước cốt luôn. Cho cái bảng ra ngoài luôn đi bạn Nhi, càng trước luôn. Chỉ là mới buổi sáng mà thấy là nóng rồi, đổ mồ hôi chân. Gian hàng của chủ nhà ha, quận Bình Thủy. Rất nhiều gian hàng tham gia hội thi quý cô chú. Với hai món là bánh chuối và bánh tầm chuối. Trong cái nguyên liệu là chủ yếu là chuối, rất là dễ tìm và rẻ tiền luôn. Chuẩn bị tới giờ để tham gia hội thi của chú anh chị.